tàu lượn siêu tốc sắp hoàn thành. Sau đây là phe lên dốc, ôm cua, hạ xuống dốc, chạy với tốc độ rất là nhanh. Rồi bắt đầu tiếp tục xuống dốc và bắt đầu đi đường bàn, đường thẳng. Tục ôm cua, lên dốc. Chắc cái trụ này mình chưa làm xong, mai mốt mình sẽ làm trụ bê tông chắc chắn. Rồi thêm một con tàu nữa. Đây mình giờ mình phải ghé mình coi cái khung thôi, coi cái độ dốc, độ que cua, tránh trường hợp nó sẽ văng ra ngoài, mình làm độ lệch cho trong cho nó ly tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.